shop backhối.com chữ tín làm nên thương hiệu. Shop backhối.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi, dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hạt uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop backhối.com uy tín làm nên thương hiệu. 4 NTN đâu toàn là những người mới không nọ. Thầy Sang đây ngáo à. Con nào bị kích đâu, hát quy dấu chấm hỏi này chắc này là ma chó cho ai nữa. Chắc này ma chó cho còn ai nữa. Ủa có ai bị kích đâu anh em? Ủa mình đâu thấy ai bị kích đâu ta. Ở nhà vào cho có xin một like đi các bạn. Mới thêm thành viên à. Em mới phá xuống 5k, năm mai em phá tiếp. Đâu rồi, tao biết tê rồi. Ủa tao biết tê mới đưa tin bắn giải rồi mà. Ủa tao biết tê bị kích à. Ủa tao biết tê bị kích à. Má ngày bị xìm này thanh trần của đoàn WG không nợ. Tôi gọi nó coi. Có gì? MC bên đây thanh trần WG sao đó. Ít nhiều ra. Đồ mình giao quyền hết cho MC chứ mình đâu có quản lý quân đoàn WG đâu. MC nó tự quản lý, nó tự làm hết. Hôm qua BK nghe MC trúng số hay sao vô tặng 200.000. Má trời sập luôn. Alo. Dạ. Ủa mày mới kích người trong quân đoàn WG đó hả? Ừ kích rồi. Kích ai vậy? Sáng kích nậu hay sang á mà nó phết để mới xin vô lại rồi. Ra nữa. Thì có mình hàng động hay sang với ai, còn mấy hàng kia cảnh cáo lần 1 à, nào không phết mai kích tiếp. Hello bác chúc bác BTVV. Tao biết tên. Tao biết tên nó đổi tên rồi mà. Nó phết số 5k rồi. Ai mà trên 6k điểm là cảnh cáo lần 1 mà không phết nữa là kết, cảnh cáo 2 lần mới kết. Đúng rồi, tại do anh em nó học hỏi mày bắn bot dữ quá mà. Sao? Nó cứ lên mạng bắn bot không rồi sao? Mày có biết trải nghiệm cái sự thay đổi của DeFi trong Aver Silver này không? Cái đó mình phải đăng ký ở trong đội anh Bọng á, nó cho cái bản beta test á. Qua em beta test thử chưa? Này nó đăng ký đâu. Ừ, mặt đây sao hơi mụn nha. Cái gì? Mặt này thôi mụn nha. Mụn đông nội. Đồ nay chúng lô qua chúng lô sao rồi donate cho anh dữ vậy. Nay tính đòi lại nè. Cái gì? Thôi tao lại mày đi ông nội. Ủa nay có BK nữa không? Không có BK nữa, nghĩ sao rồi tặng rồi đi đòi lại ông nội. Má chơi cho nghĩ sao mà chơi mất chất vừa phải thôi ông nội. Mẹ nghĩ ý mình tính đòi lại hai chồng mày đòi lại tiền hả? Ừ qua mày đây ví dụ như là bữa nào mày BK thì tao tặng lại cho mày thì được, nghĩ sao mày tặng rồi đi đòi lại mày làm ăn đâu uy tín đâu WG đâu mục tiêu rồi mày làm cái thấy không, không có được nha. Rồi coi cái gì coi phải thông báo anh em trước tội nó hiểu không. Thông báo cảnh cáo lần 1 rồi thông báo trong quân đoàn 20 lần rồi mới nói mà không nghe kết thôi. Coi thông báo anh em trước để không này kia cái nọ đúng không, anh em nó cũng ở quân đoàn WG lâu rồi không mà mình không có chưa mình ý ở lâu này kia nó ăn hiếp hiểu không. Để làm sống vì tình cảm nhiều hơn chứ WG giờ còn mẹ gì đâu. Không nói thật mà. Ủa giờ này chưa ngủ hả? Chưa. Nay có đi xem phim rồi với con muối không? Không, sáng mới cãi lộn xong. Ủa sao vậy? Cãi lộn như vậy? Gì? Cãi lộn như vậy? Lên coi lai rồi biết. Khóc luôn. Muối khóc luôn. Ủa vậy? Content mới hả? Lê tụ. Đừng giỡn mày. Thiệt mà. Chuyện mày coi like cho trang tao bật tắt kiếm tiền đang like Facebook mà nghĩ sao coi like không nợ. Là sao? Đang coi Facebook mà coi lại like của mày là bị trùng. Hiểu không? Là sẽ bị tắt kiếm tiền. Bữa nay sao không đăng video YouTube quên anh em à. Đăng rồi mà nó hẹn lộn ngày. Cái gì cơ? Ủa mà cãi lộn gì vậy? Này có OTP cô bác. Nói gì không? Chuyện gì nói anh nghe coi, nói thẳng ra gì vậy? Có ai đâu, nghe hai đứa cãi lộn hoài mà. Ê, cãi lộn đã rồi bắt đầu dẫn nhau đi này kia. SQ Artemis Mãi Đình. Cãi lộn đã rồi bắt đầu dẫn nhau vô khách sạn rồi chọt này chọt kia. Cãi lộn mà không có gì thì cũng được. Cãi lộn đã rồi khóc như lai luôn hả? Có đâu giỡn. À, còn tin mới hả mày? Đây cậu. Nghĩ sao mà nó con gái đứa mà nghĩ sao mà cứ cãi lộn hoài là sao trời? Chắc mày nói gì? Không. Ăn no trong có hoài. Tội nó. Thôi, là mày làm lớn rồi chúng ta có OTP cô bác. Tình cảm mà hạn chế đem lên mạng xã hội nói này kia nọ để mấy đứa nít nó bảo content hay không? Mình thương nhau thật lòng thì trải qua sóng gió nhiều, tình yêu nó trải qua nhiều giai đoạn không? Mày đang nằm ở giai đoạn nào vậy? Một là khao khát, hai là chiếm đoạt, thứ ba là chán nản, thứ tư là chia tay. Mày đang nằm ở giai đoạn nào? Tao biết. Chán nản đúng không? Đi đá còn đi bắt mèo. Nếu mà qua giai đoạn chán nản thì tới chia tay rồi thì mới tới hôn nhân. NBC chợ chữ đờ mờ muối ghê mày. Chữ muối hả? Có đâu, đổ sạm. Đồ mày bữa nay cũng buồn lên số chứ. Thôi làm mày làm, đừng có ấy cãi lộn lông to đầu. Có mày cãi tóc không? Mày cãi gì mà mày phải tặng tiền tao không? Có. Thôi, tặng tiền mà đòi lại thôi không nội. Mày sao tặng tiền đi đòi lại không nội? Thấy thôi. Sao tặng tiền đi rồi đòi lại, tao lạy luôn á. Mày chơi mày biết luật giang hồ không? Hả? Luật giang hồ chơi rồi thì đi donate rồi lại đi đòi lại thì thôi. Chắc hôm qua giờ donate có 300.000 cũng được hay sao? Tao nghĩ sao người ta donate tới 400 triệu rồi mà chưa đòi được tao. Mà riêng á thằng nào donate cho tao rồi mà đòi lại tao trả lại cái lò xo luôn nha. Dễ ăn quá đòi lại tao. Có đòi lại lên đòi đẹp villa thì được cái đồ tao. Phải ăn quá. Thôi, anh nhắc chú ý buổi sau kết anh em ngồi BC rồi nhớ tình cảm này kia nọ chứ, đúng không? Lớn hết rồi, đâu có ai trong buôn đòn có ai còn nhỏ không? Đòn đó ai nhỏ ta? Mày đưa mấy chị trâu bầu mày? 18 tuổi cũng đó ông nội. Bán giải không đấy. Đưa mấy lớn lớn rồi, mấy chị trâu rồi nó vô trong bóc chat rồi nó chụp hình nó tùm lum, thằng HMT nó báo nhắn tin cho tao đây nè. Nó xin vào lại quân đồ mà tao không cho nè. Anh Gấu ơi, HMT về lại quân đồ được chưa? Nó biết lỗi rồi anh nè. Tôi cho nó về lại quân đồ nữa. Cho rồi. HMT á. Ủa. Cho rồi mày chỉ đi lên bóc chat. Gì từ cắm bóc chat nó vài tháng đây. Coi tụi nó chững chạc, mà thôi đưa nó vào bóc chat đây cũng được. Tại vì chắc nó trải qua sự cố nó không hiểu rồi đấy. Mà cái thằng HMT này sao cả đời nó chỉ trâu thế không biết. Ủa tao cảnh cáo mấy lần là nói với thằng Ki nè, thằng KIE rồi với thằng gì nữa. Bữa tao cảnh cáo 3 thằng lận. Hiếu Đỗ thì không phải chỉ trâu rồi, thằng Hiếu Đỗ nó chững chạc rồi. Bữa tao cảnh cáo 3 thằng mà thằng nào hết á, thằng HMT. Hiếu Đỗ lần nào? Hiếu Đỗ quân đòn mà. Ủa Hiếu Đỗ ao quân đòn hả? Nó ao nó lập quân đòn heavy A luôn rồi. Tốt. Tốt. Trời ơi, tao cũng tính vô kích nó mà thôi cũng được, tốt. Nó tự ao cũng được. Rồi ok rồi, thôi được rồi. Nhưng mà đừng tuyển mấy trẻ trâu thì trẻ nhỏ tuổi nhưng mà hạn chế trẻ trâu là được. Cứ nhắn tin WG rồi cáp màn hình rồi chụp rồi đăng lên Facebook được. Cái này nó làm quá chuyện đùi bố kiến đậu không? Lâu lâu. Thôi làm đi gọi điện thoại năng điện muối đây. Nha. Ok. À còn đột muối đốt nhà nó coi đã. Mũi khóc rồi sao mà. Alo. Alo. Đồ anh mới gọi điện thoại MBC xong. Tôi mới coi lại livestream buổi sáng làm gì mà mày đái trên live tùm lum như mày. Làm gì mà khóc trên live lung tung vậy? Ai biết đâu, uống nhiều nước quá là khóc chứ gì. Trời ơi, bây giờ con khóc luôn hả? Hết Bị... rồi. Sao? Trời. Hết nước mắt rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Má, thằng đàn ông với nó thôi, tao bỏ đầu luôn rồi. Để bỏ cho. Thôi, bỏ đúng rồi. Ủa mà nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Nó chở đùa mẹ em hả? Hả? Má nghĩ gì sao, anh em nghĩ gì sao rồi. Tự nhiên em ngồi em like, em tắt mic, em nói mình em nó mở like em nó ngồi nó coi xong nó quay qua chửi em. Ủa là em tắt mic rồi em nói chuyện trên like rồi bắt đầu nó qua nó mở like của em nó coi. Nó coi xong mở lên chửi tục em luôn. À nó chửi tục, nó chửi tục sao? Quên rồi, hay ho gì nhớ. Ủa, mà cái đoạn nào, đoạn mấy phút? Xóa like rồi. Má đúng rồi, nghĩ sao mình nó chửi thẳng luôn hả? Không, nó tắt mic nó chửi. Ơi là bỏ luôn chứ? Bỏ luôn hả? Bỏ rồi. Má thằng nào quay lại là con chó ăn cướp hả? Tao mà thấy hai tụi mày mà đăng hình mà đi coi phim chung là con chó ăn cướp nha. Ý sao quen nhau mấy năm trời gì má, ba cái đồ tiếng lóng ở trên live mà đi cũng cãi nhau rồi. Tưởng tụi hai tụi mày làm content mới để cho anh tham gia mới. Ngồi chửi lộn tụi nó ngồi nói content cục cức á. Content chứ còn gì nữa không content. Mẹ tao thấy content rõ ràng. Thì đặt tao mới livestream mà anh em nó bảo má sáng ngày MBC muối làm content. MBC muối nó khóc nó đái từ lưu trên live luôn. Thôi nói lớn rồi chững chạc, đừng đem mấy chuyện tình cảm lên like đồ. MBC nó tính nói em biết rồi, tính bập chật đổi lời một hai câu bỏ qua cho nó đi, bỏ cho rồi trách móc gì nó. Thôi bỏ nó đi em, anh thấy nó hợp lý. Bỏ luôn chứ trách gì nữa, bỏ đi. Anh thấy nó nghĩ sao dẫn về ra là Đà Nẵng mua gỗ khó 150.000. Hôm bữa mới có hình qua đây nè, mọi người nhớ hình này không? Hello bác mèo méo mèo này nè, hình này nè, hình ủa bữa tao mới thấy đăng nè, ngày 4/7 rồi, MBC yêu muối nè, mới đây chia tay sớm người ta. Đấy, mới thấy nè, định gửi qua cho. Định gửi qua cho, Đấy, Đấy. Thì đăng cái làm cái ổ khóa đó nên mới giờ mới chia tay đấy. Vậy hả? Tại ổ khóa đấy. Đúng rồi, đúng tại ổ khóa này đấy nha. Cái 150 kêu 1,5 triệu nên nó ém mùa đấy. Má nghĩ sao mà để MBC yêu muối ngày 4/7/2022. Vì mới đây mà tính mấy ngày đó, trời ơi má, mới có 5 ngày mà chia tay không nợ không má. Đúng mà thiệt ra cho. Má mới có 5 ngày mà chia tay lắm vậy. Má viện cảnh mà chia tay rồi sao ta? Thường á, bây giờ anh nói với em này, thường mà khi mà thằng MBC á mà nó dẫn em đi xem phim á, ví dụ 10 lần thì nó sẽ quật về 3 lần. Đấy. Bây giờ khi mà chia tay á, tù một mình nó cô đơn ở nhà nó thôi, má suốt ngày nó coi phim heo. Má nói ai chứ mà thằng MBC mà suốt ngày nó mở phim heo nó coi. Bởi vì xưa nó ốm đấy. Đó, suốt ngày nó mở phim heo xong nó làm chuyện bậy bạ đó. Mẹ thiệt đó chứ. Mà thôi, anh nghĩ rằng chuyến này bỏ là vừa rồi. Anh thấy thằng MBC nó không hợp với em đâu, thấy không? Nhà vừa lại nghèo, lên mạng thì ăn mày quá khứ. Tội. Lạy cụ. Thôi, nói giỡn nó vui đấy. Chứ không? Nãy giờ nó giỡn đấy. Bỏ đi em ơi. Anh khiên thật đấy. Bỏ đi. Thôi, lớn rồi, làm gì làm, suy nghĩ chững chạc vào, đừng có khóc lóc trên mạng rồi mấy đứa nhỏ nó kêu buồn tên, hiểu không? Thật đấy, không phải kêu vui đâu, khóc lóc mạng rồi mấy nhỏ kêu buồn tên đấy ông nội, mà thì có nhìn mặt ông mắc cười. Cười gì sao? Đang hoàng đấy, nói chuyện đàng hoàng đấy, nghiêm túc đấy nha, anh đang nghiêm túc á. Cốc lóc này kia nọ bảo content ấy mà thằng MBC ngày xưa giờ đâu có làm vậy là bỏ đúng không? Bỏ đi. Bỏ đi, nó bỏ mà nó đi, nó bỏ mà mày nghe tao đi. Bỏ đi, mày coi thử một tuần rồi nữa, coi thử nó sống ra sao để tao coi thử. Mày bỏ đi, mày đừng có liên lạc gì, mày chặn hết, mày chặn nó chưa? Nãy chặn xong rồi mở ra chửi lộn với nó rồi. Đồ, nó vẫn còn thấu thiết với ta đâu. Thôi chặn đi, chặn đi em, chặn đi, chặn ở đi em. Em chặn mà yên với nó, chặn nửa tiếng sau nó cứ nó xồm trên bóc chat con Đoàn, nó cứ xồm lên giống như con khùng. Được mà. Vắng ơi em, anh tìm hỡi củ đá rồi mà. Vắng hỡi nàng, anh vội vã tìm thứ gì vậy ta? Được. Thôi, anh nói vui giỡn vui đấy nha. Ai mày lớn rồi tự nghiên cứu nha. Bỏ được rồi bỏ đi, anh tắt biết rồi. Không biết live stream. Hồi nãy giờ nói chuyện live stream là anh giỡn hiểu không? Bỏ được rồi bỏ đi em. Dạ. Bỏ được không, anh nói thật á, bỏ đi, bỏ nói thật chị em nha, bỏ đi cái mỏ gấm. Hello TDT, hello em nha. Tội nghĩa PC dữ ta rồi, tự tội dữ ta. Đêm đêm ngồi mấy chuyện này cũng vui, em rút rồi chi. Ôi nghe NPC dữ người ta, đồ NPC đi lên số sao? Gì đó? Đồ má, nãy giờ anh gọi thấy bộ căng dữ mày. Gì? Má căng dữ người ta. Căng gì? Căng mày chữ nhà luôn hả? Chửi nhà đâu? Đồ má sao, nghĩ sao bữa nay bị sao vậy? Bị gì? Em đời nào chửi tới người lớn đâu. Má chửi trên like luôn mà, phải không? Chửi bình thường mà, chửi chơi game chửi thôi. Đủ má điếu máu luôn hả? Cái gì? Đủ tục luôn hả? Thì chứ tục cái đủ má gì đâu. Má nghĩ gì sao mà chửi đó chợ. Cái nói trên livestream nó tự ái đúng rồi. Thì nóng quá chửi bu bơi thôi chứ bình thường mà. Ôi má nghĩ sao bữa mới đi là Đà Nẵng về khổ khó này kia, chờ chi tay không nợ. Chia tay không đi à, chia tay. Ủa sao muốn nó không có gọi cho chia tay mà. Chia tay gì? Đây nó đòi chia tay suốt mà em có chịu đâu. Thôi chia tay đi. Lâu quá rồi mày nghĩ sao? Cả khi nào mà quen nhau mà hết tình cảm mới chia tay được, còn tình cảm sao chia tay được? Ôi anh thấy hết tình cảm rồi, anh thấy giờ nói mày này, bây giờ mày đâu còn gì nữa đâu mà tìm hiểu nữa, giống như là một cái con sò vậy, thì nó khám phá tất cả cái bộ phận của một con sò thì anh nghĩ rằng nó nhàm chán, nó nhạt. Em quen đâu gì cái đó đâu. Sao? Em quen đâu gì cái đó đâu. Nếu quen gì với cái đó em bỏ từ lâu rồi. À ý là mày không phải quen nhau vì sinh lý đúng không? Thì mày quý nhau vì đồng tiền đúng không? Đồng tiền kiếm ra được, hai đứa kiếm ra được, quý đồng tiền gì? Thế bây giờ tao hỏi mày này, tao hỏi mày nghĩ sao mà mày lý do gì mà chửi nó trên like? Hả? Thì cả lộn hoài mà. Cái lộn chứ em. Thôi rút kinh nghiệm sau giờ gọi điện năn nỉ ở đây. Con đường ngắn nhất á, đi chơi trái tim của người phụ nữ là đi ngang qua cái bao tử. Mà khi mà một người đàn ông á, làm sai á, dù mày có làm đúng cái chăng nữa thì mày vẫn là người sai. Anh nói thật. Thì xin lỗi rồi mà. Anh nói nha, sống như anh à, bản lãnh, trai chán nam nhi, thì vợ quýnh cho chạy anh đầu vẫn bình thường. Không sao bạn. Khi nào á, mày chịu được cái mức độ thượng thừa như đại ca mày đấy thì chắc chắn sẽ có một tình yêu lâu dài nha. Ý sao mà đi tranh luận với con đàn bà vậy mày hả? Con cãi vã gì nó nói gì kệ bà nó, kệ cả họ rồi nó, đừng quan tâm, hiểu không? Quan tâm là mày mệt. Nó luôn luôn đúng và nó sai cũng là nó đúng, và mày đúng cũng là mày sai, và mày sai là mày sai, hiểu không? Nghĩ thôi anh nói này lớn rồi, tụi mày quen nhau 4-5 năm rồi, vì những cá nhân trên mạng xã hội mà thằng Ma mới mua đôi giày 11 triệu vải cứt, nó mua đôi giày 11 triệu là nó có tiền, hiểu không? Còn mày á, dẫn bồ mày ra Đà Nẵng mua cô khó 150.000 á, tao mày nghèo, hiểu không? Mày phải chấp nhận, cô chuyện mày đừng quan tâm thằng ma, nhà nó có tiền, còn nhà mày không có tiền, mày hỏi thằng ma mày ngồi giùm, mày chờ nghĩ sao mà ngồi giùm thằng ma? Thằng ma nó có mua giày 11 triệu, 12 triệu hay là 100 triệu đi chăng nữa thì đó là do nhà nó giàu, còn bản thân mày là không có tiền rồi mày đặt rồi chia tay lên chia xuống. Má tao nói với mày nghe nè nha, mày quen được con muối là phước đức ba đời mày đấy, mày giỡn đâu. Luôn một thằng bằng áo đá như mày khó bây giờ cười cười cái gì mà cười nó thật má. Trời ơi, anh nghĩ sao anh chinh chiến trường chạy mày biết rồi, khó lắm mày mà, khó lắm. Này, kiếm người con gái á ở bên cạnh mình rất là dễ, nhưng mà kiếm người con gái á giữ tiền được cho mình á mới là chuyện khó. Chưa. Nhưng bây giờ nói với em nè, cho mày cầm 100 triệu mày giữ trong người mày luôn, chắc chắn là không tồn tại được. Nhưng mà con muối đã gắn bó mày tới 4 năm nay rồi và mày không hư. Im đi gấu mõm. Bây giờ mày quen chỉ còn mày quen một con khác thôi. Cái tâm trạng của mày bị bắn lộn hoặc là mày không, mày chia tay con muối thôi. Là tao bảo đảm mày thiếu hơi em anh tìm về hơi đá. Thật má, ủa mày nghĩ sao không có vợ tao thì làm sao mà tao có được ngày hôm nay mày? Anh khiên chân tình đấy. Hồi nãy tao mới gọi cho muối xong đồ nó nói là nhất quyết chia tay mày luôn rồi, nói má nghĩ sao? Sáng đâu chia tay mà. Chia tay rồi nữa. Má nghĩ sao mày lên mày chữ cho livestream cái đó thôi. Ôi nó giận mà tôi khóc rồi, nó còn khóc luôn, thì nói nó khóc. Nín rồi. Nín rồi nín. Để khóc. Khóc ở phía dưới đấy. Không có rồi. Trên không? Không dưới vậy thôi. Tao nghe tiếng đàn bà nói là tao biết khóc phía dưới, khóc phía trên liền. Tao mà tao nghe thôi là đúng không? Thôi, coi ấy đây, năn nỉ đây, xin lỗi đây nha. Còn từ đây sau mày cứ nghe anh đi, tập trung mà làm việc. Còn cái chuyện mà này kia nọ để con này CLTP cô bác. Con muối nó lo hết đây. Đó, cái chuyện trên mạng người nghĩ sao suốt ngày tụi mày thả con chó không chi hả? Bật bít lên, ê bé ơi, bé ăn gì chưa? Bé hôm nay đi coi cinema không? Sao vậy? Mày làm như là ấy vậy. Đồ WG, tao bấm một tin nhắn nè, WG nè. Bé ăn gì chưa? Rồi gì đây? NBC và muối ngày 4 tháng 7. Nghe thấy quá rồi. Ủa mà nó mới mua giày mười mấy triệu á? Gọi đây. Gọi nó rồi em gọi muối không? Gọi gì? Em nhớ tên mình nãy giờ. Bây giờ mày xin lỗi muối cho mạng đây. Muối đang coi livestream đấy. Mày xin lỗi rồi, nãy xin lỗi. Không, mày xin lỗi công khai đi, tại mày nói công khai giờ mày xin lỗi công khai chứ. Lỗi đấy. Cái từ chiến đi AH quẹo kêu phô mai que. Muối ơi, đừng giận anh nữa nha. Do hồi sáng anh nóng quá nên là anh có nhiều lời không tốt. Thôi. Mày giả trăng quá. Thôi nói với đàng hoàng đây. Mày nói với đàng hoàng đây. Thôi muối ơi, sáng anh lỗi thôi, anh xin lỗi. Muối ơi, sáng giờ anh thôi mày đừng đọc kinh, mày nói hết lòng coi. Đừng có đọc kinh. Đừng có đọc cái kiểu đó nha. Mày đọc cái đó là mày đang tạo trò cười cho người khác đâu, không nghiêm túc đấy nha. Mày nín cười đấy, mày sao mày cứ cười hoài vậy? Đâu nín cười đấy, đừng có cười nữa, trời ơi là trời mày nữa, má thằng này nó đùa giỡn không nữa, trời ơi là trời mày, mày tập trung chạc đây, mày cứ tập trung nghiêm túc đàng hoàng, mình thanh niên da trắng mà mình nói với mạng mình làm sai với mạng mình yêu nó biết rồi không? Mày thấy mấy cặp kia nó hẹn hò công khai giữa ba quân thiên hạ đấy không? Đừng có cường nữa, trời ơi sao mày cường hoài vậy mày? Nghe tao kêu mày đừng có cường nữa, mày cường hoài vậy hả sao? Rồi nói đây. Muối ơi, anh xin lỗi em. Nói đàng hoàng nghiêm túc, đừng cường. Muối ơi, nếu em có xem like thì tha lỗi cho anh vì hồi sáng anh nóng quá nên là có những lời không tốt với em. Mong em bỏ qua cho anh. Anh xin lỗi em, anh thương em nhiều lắm. Nó không chân thành tí nào. Giờ nói sao em nữa. Chứ mỗi lần mày nóng lên là mày lại làm như vậy không? Biết mỗi lần mày nóng mà khiến người con gái người ta đau buồn lắm không? Nóng nhưng mà em chửi Uber chứ em có đụng tay đụng chân không, đúng không? Tạo ra một cái thói quen rồi, thói quen biến chất. Thói quen gì em hiểu không? Ví dụ như mình nóng lên mà mình làm tại như giờ vậy sáng này em đang buổi sáng á, tại buổi sáng em bị xấu đói, em không ăn sáng á, nên đói bụng là em hay quậu lắm. Chẳng lẽ bây giờ sau này mày cưới về là mày đói bụng mày quậu hả? Mày nói chuyện vô lý. Thì ngày nó cái này nó là kinh nghiệm cuộc đời và là kinh nghiệm sống còn, hiểu không? Thôi nó nói đàng hoàng lên đừng có cười. Sao mày thấy mày muối đang coi mà nó bình luận này nó vô. Em cũng chịu thua nó luôn á. Đấy, bình luận ra. Anh thấy không, nhìn giống nghiêm túc không? Đấy, thấy chưa? Mày coi là chim thấy không? Rõ ràng chưa anh em? Mày lên đọc mày coi là chim đấy, muối nó đằng sau nói gì? Nó thấy không? Mày thấy chưa? Anh em thấy không? Tao rõ ràng ấy. Anh thấy không? Anh nhìn ổng có nghiêm túc không? Đấy. Vậy Linh là sao? Mày không còn khóc. Đã ẩn bình luận. Đây này. Đấy, bình luận rõ ràng luôn em à. Toàn về này. Toàn chửi tay đôi, toàn cãi tay đôi với em không? Đấy. Coi bình luận đây. Anh kia bình luận không? Còn tiếng bình luận không? Chân thành đi nào. Lại cậu đấy. Ủa chứ sao mày chửi trước mặt rất nhiều người rồi sao mày chửi được mà sao giờ xin lỗi? Em chửi trước mặt đâu. Xin lỗi không được. Lỗi sáng giờ này mà. Nghĩ sao cái tôi của mày lớn. Xin lỗi trên like luôn à. Sáng đang chửi like của mày có ai coi đâu xin lỗi. Lỗi hai bên. Like của mày làm gì có người đâu coi. Sáng nổ view luôn mà. Nổ cái gì mà nổ cao lắm 1000 người chứ nhiều nổ. 10.000 view luôn. Gì? Hồi sáng nổi 10.000 view đó mọi. Tao lạy mày đừng giỡn đâu nội. Thiệt. Xin lỗi đây. Nổi 10.000 view đấy. Xin lỗi đây. Nghiêm túc đi em. Tao nói thật á. Đây là nghiêm túc 3 chữ thôi. Anh xin lỗi em. Quá đi coi. Áo chọc ta cười. Ông má nghĩ sao trời. Nghĩ sao mà nó ông má thật ra tao lạy luôn á. Má nghĩ sao mà anh em nghĩ sao mà nó thằng này nó không bao giờ nghiêm túc được ông nội. Anh em nghĩ sao mà nó cười cái đó thôi chứ. Mày nói chuyện đàng hoàng coi. Gì rồi đàng hoàng nói. Mày nói chuyện đàng hoàng coi sao. Má cái này cười hoài ông nội. Nói lộn quá. Thấy không? Cái muối bực rồi thấy anh em để xa đâu đây, nãy xa đâu non đấy. Nó kiếm á. Má thôi tao điện muối. Má nghĩ sao mà một lời xin lỗi mà cũng không nói được vậy thôi. Quá buồn. Alo. Dạ. Nãy giờ em thấy những lời nói của con C ở trên live không? Đấy, anh thấy nó hài không? Thấy nó cười không? Nó có muốn xin lỗi đâu. Anh thấy nó giỡn quá. Thấy nó không nghiêm túc thế nào. Nói chuyện với em mà nó có lỗi xong đó nha. Là nó xin lỗi xong câu đó là em đang giải thích cái chuyện đó là nó đâm cái chuyện thôi khác. Thôi bác cho em bắn một trận cùng xx 1.754.088.247. Từ xưa giờ nó vậy luôn hả? Ừ, thì lúc nào nói xong cái nó cười cho qua chuyện như rồi thôi. Anh này anh nghĩ em nên bỏ nó đi. Thì bữa nay nói bỏ rồi đấy. Ừ, tại vì anh thấy nó không có chân thành tí nào luôn. Nó lên livestream nó nói nó giỡn sao anh thấy khó chịu luôn á. Hồi sáng nha, em nói nó em chửi nó gì rồi nên là coi như hai đứa tự tắt mic nói chuyện nhau không, sao nó tự nó coi like em. Cái hả, cái em chửi nó rồi mà nó cứ ngồi trên live nó cười, em mở qua live đó em thấy nó cứ ngồi nó cười nó có muốn xin lỗi miếng nào đâu. Má nghĩ sao mà nó không có một lời xin lỗi nào. Anh bảo nó nghiêm túc mà nó không nghiêm túc, nó cười không à. Ừ, em nhắn tin nó nói là nó còn thương em sao bỏ được mà nó thương cái miệng của nó. Rồi, tao nghĩ nó thương gì tình dục thôi. Anh nghĩ là nó ấy á, hiểu không? Thôi nói là bằng nói nè. Thôi thằng C thì tính nó ngày xưa giờ vậy thì em biết rồi. nó giỡn giỡn lắm, nó cho xin lỗi là chân thành đấy, chứ không phải là không chân thành đâu. Mà mỗi lần mà giận lên mà làm như vậy là thấy không được, đúng không? Ừ. Lé nó lần em ra mà chửi em trên live vậy đó. Chửi như con chó luôn hả? Chửi anh đó hả? Chửi mày á. Sao chửi mày? Ô mình mà chửi như chó trên live thôi. Xích cái miệng ra được không? Ý sao? Ủa sao ấy? Nhìn ghê quá à. Má nghĩ gì sao mà bồ bịch mà nó chữ đó là thôi. Ơi tên nó đã thôi, đến anh gọi nó lại để cho nó xin lỗi, anh gọi lại thôi, đến gọi lại nó coi xin lỗi. Sơ này muốn giảng quờ cho nó mà nó ngu ghê mà, đúng là này ngáo ghê mà. Má muốn giảng quờ cho nó mà nó ngáo ghê. Alo. Gì? Trời nãy giờ mày chưa đi lấy đồ nghề á? Đồ nghề gì? Trời ơi, tao câu giờ cho mày lấy thuốc nhỏ mắt rồi mày nhỏ vô mắt mày chứ gì? Trời tụi. Trời ơi, thằng này nó dữ trời. Má nghĩ sao lại cụ là sao trời? Trời ơi, tao câu giờ để cho mày lấy thuốc nhỏ mắt mày, lỗi chân thành. Mày thấy con muối nó má thì con muối bỏ mày là đúng đi. Đây đúng luôn đây, không có gì sai cả. Thiệt luôn đấy. Hôm nay tao mới thấy con muối bỏ mày là chính xác luôn đây, mà cái điều đó là sự đúng đắn hoàn toàn đấy. Chứ bao giờ sai luôn. Sao vậy? Má không chững chạc. Một người đàn ông á, một người con gái á, họ không cần tiền. Họ không cần bất cứ điều gì ở người đàn ông, chỉ cần người đàn ông chững chạc và một bờ vai đủ lớn để họ tương tự thôi. Mà mình không chững chạc được. Mày biết ngày xưa anh cưới vợ anh á, biết anh trải qua những cái điều gì không? Hồi mà sơ mày hạn chế tấu hài giùm tao cái sơ. Hồi lại mày tắt cái hạt tao cái sơ, mày tắt giùm tao cái. Mày biết tao kể lại nghe mày câu chuyện nè. Anh kể mày nghe một câu chuyện nè. Mày lúc mà vợ anh mang bầu là được 6 tháng thằng của Vinh á. Anh đi bữa đó anh đi với hai ông, nói chung là đối tác của anh làm bên gỗ á. Nói chung là anh đi đi ăn nhậu thôi, chứ không có đi karaoke Tây Vịnh rồi này kia kia nọ, đúng không? Mày nghĩ sao vừa về tới nhà thôi là vợ anh nó xông ra nó giả anh một cái, hiểu không? Mà lúc đó không có ai, có hai chồng thôi. Rồi lấy cái chảo trà nó quýnh đến đầu anh vài ba cái nữa. Mà lúc đó anh tức mà nó nói em càng của anh á, càng của anh là xưa nhìn bác Trầu mà chị Phương cũng yêu vậy. Cái càng của anh là chỉ muốn quýnh lại vợ anh thôi. Thiệt mà bây giờ mày chịu nổi cảm giác đó. Mình đi làm ăn, mình đi gặp đối tác mà về nhà vợ mình đối xử với mình như vậy, mày tức không? Mày nghĩ không? Mà cuối cùng mà mình suy đi ngoảnh lại, anh bước vô nhà anh uống một cốc nước thôi, anh nghiệm ra vợ con mình đang mang bầu. Mà mình đi tới 1-2 giờ sáng mình về, dù rằng mình không đi gái trai hay đi chăng nữa, nếu mà có chuyện gì thì trở tay không kịp. Bởi vì gia đình chỉ có hai vợ chồng thôi. Anh cắn răng anh lên trên lầu anh ngủ một mình anh. Vợ anh ngủ chứ. 3 ngày sau anh với vợ anh mới nói chuyện với nhau ấy. Mà anh phải xin lỗi vợ anh đấy. Thật, phải đơn giản đâu. Nghĩ nhục tới mức độ đó mà còn phải xin lỗi nữa. Còn thôi ở mày. Ủa tao nói mày có nghe vậy? Có đây nghe nè. Không chững chạc. Thôi bây giờ mày xin lỗi một cách chân thành coi. Chân thành mày đứng dậy. Tao xin lỗi rồi. Là xin lỗi cho nhắn rồi. Nãy nhắn giờ chúng ta xin lỗi quá trời mà. Má thì cái nó thật. Anh nói thật luôn đấy nha. Mày với nó chia tay đi. 2 tháng trước bác đi Tây Vịnh xin lỗi vợ chưa? Em nó quen tầm trên 10 năm á, 6 năm nữa. Thôi. Hạn chế chơi anh em trong quân đồn không mà có ai lạ đâu em. Đừng ở đây đừng có ném mạnh em. Mới quen có 4 năm mà sinh nhật Free Fire được 5 năm mà nghĩ sao quen 10 năm. Thôi mẹ hạn chế giùm tao một cái nha. Mẹ hạn chế giùm tao một cái. Coi tình yêu vĩnh cửu bao giờ vậy? Tình yêu vĩnh cửu hả? Ừ. Trời làm gì có tình yêu vĩnh cửu em. Xong có. Trời này làm mẹ có tình yêu vĩnh cửu. Chỉ có sự chịu đựng là vĩnh viễn thôi. Không tình yêu vĩnh cửu. Khi mà mày cưới vợ rồi đấy thì mày với vợ mày, cái đó nó không gọi là tình yêu mà đó có loại sự chịu đựng, sự chịu đựng lẫn nhau. Sống trong chăn mới biết chăn có rận, chứ bây giờ khi mà quen nhau thì thấy toàn màu hồng thôi, vài bữa mà về mà ngủ chung mà khạc đờm như mặt nó chẳng hạn. Là chứ em là tình yêu của em ý sao vậy? Sống trong chăn mới chăn có rận mà về nhà ăn ở chung ngày nào gặp mặt rồi chán nhau rồi cãi nhau lùng tung. Làm gì có tình yêu, ý là mày nói mày muối tình yêu vĩnh cửu hả? Ừ. Mày là C hả? Ừ. À. Chia tay luôn giờ chờ chi 6 năm nữa. Ừ. Mày là C. C cộng natri cloru là ra cái gì? Hả? Natri cloru. Ừ. Gì đấy? Carbon mà pha trộn. Đâu phải tin. Tên thật đó là tên Nhật mà. Tao bảo là muối là natri cloru đấy, còn mày là C thì kết muối hợp là biệt danh thôi. Muối là biệt danh thôi. Tên thật là Trung và Nhật. À Trung và Nhật hả? À Trung và Nhật. Đồ tên đẹp đấy, hợp đôi đấy. Nó không có ý nghĩa. À, không có ý nghĩa. À, Trung và Nhật. À, Trung và Nhật là ăn chật. Hợp lý ra, tên nó hợp lý ra. Thôi thôi coi xong rồi nhắn tin xin lỗi nó đi, để anh gọi ma kia nó tác động vào xí rồi thôi xin lỗi đi em ơi. Ừ. Tại nó bây giờ mình chữ nó trên mạng thì đâu rồi chú ý, đừng có phải giận lúc nào cũng chữ rồi lúc nào xin lỗi, đâm ra thành thói quen rồi cứ lỗi hoài nó nghĩ sao rồi à, một lần thôi hiểu không. Ừ. Chuyện mà cứ giận hơn xin lỗi sao được mày, thì cứ nói gì ta thói quen đúng không. Thôi đến gọi ông ma coi. Đi chưa chứng chạc đâu đấy mà.